quất này phải không? Dạ, củ chi nữa. Một tô mì chuẩn xíu mấy cậu cho bà. Trời ơi, Trúc lên quay đồng nữa. Hai giờ xin chào cả nhà, hôm nay thì mình ghé quận 4, mình ghé đây là có một cái nồi hủ tiếu chay này. Hủ tiếu chay nấm rơm ha. Nhìn cái nồi hủ tiếu chay hấp dẫn quá. Dạ dạ. Rồi cái gái ông ăn cái giờ nào nói nè. Không ăn đậu hũ, không ăn chả. Vậy ăn cái nào? Ăn cải. Ăn lai viên không đúng rồi. Bởi cái này là hai loại chả hay gì? Đúng rồi, hôm nay em với chả quay mấy cái chả, cái nơ, cái xô nè. Đừng có lấy xô nè. Mấy xô dưới phía dưới đây nữa. Dạ là buổi sáng và bán chai này là nhiều ghê á. Nhiều lắm. Đây ra từ ngày mình bán chai hết như là tới ngày càng mình mới bán nha cô. Đúng rồi con. 50. Cái này chị mang cái gì vậy? Lấy chi 20 coi. Ăn gì vậy? 50. Chị một bịch tính canh nhiêu vậy? 25 ngàn lấy nấm rơm. Đây có nghĩa là một tháng thì bán cho 2 ngày chai à. Có nghĩa là giá cao 30 một bộ quá. Đông lắm. Đấy đông kia á. Đông lắm. Quay nổi tiếng không quên con à. Tao quay hoài. Rồi phố bụi gạch tao. Dạ đúng rồi. Chứ không có quản được tao. Phố bụi rồi mình thấy những cái nào. Nồi bán phố bụi. Đây còn máy xô đây nè mọi người. Chứ không phải là cái nồi trong này. Chứng tỏ là một ở đây ngày chạy bán rất là nhiều nha. Không có gì. Dạ đúng rồi. Không quay anh về. Ủa tô tiếu mì có ai đẹp rồi. À. Tô tiếu nữa, cho gì này luôn. Để... Tô tiếu mì luôn hả? Đó là cái gì đó. Rồi rồi có rồi đó. Có rồi. Không ăn là ghim. Sạch tiêu rồi vô. Đúng rồi, múc cái đồ là ghim thôi nha. Ủa gì vậy? Có mì. Mì hả? Mấy mì. Ủa gì lanh dưới 201, 201. Trời, cái nào cầm từ từ giùm con đi về. Tâm ơi. Chú ra vô tắt. Dạ. Hết cái đó luôn đi. Đó nè, Nguyễn nó thấy đó. Nguyễn nó thấy nó nặng bản. Nó nói là nè, thấy gì vậy? Rồi cái cơm nè. Nè không? 30 gì vậy? Thì dưới ớt riêng ngoài. Rồi có đầy đủ hết cho gì hết á. Để riêng riêng hết á. Có máy gì ăn hết ớt gì. Cảm ơn nè. Ôi nhìn cái nồi nấm rơm hấp dẫn nè trời. Bánh trên. Mà nhìn nó sáng quá không? Vô coi vỏ lắm. Quá bụi á. Coi quậy gì? Tiếng là không ngừng nha. Ồ, cái cái gì á, bị khô sát xíu thấy không? Vậy thôi, có ông... Dạ. Tại vì nó nói vậy chứ mình cũng có nói sạch xíu rồi. Tính canh nó bị chèn nha. Cậu quên, không rồi nhập đầu quá. Em muốn vậy đó, chị nhá em đi. Cam cụ, tèo, đồ. Bố ơi, bố đậu xe trên này chết rồi. Rồi nè, có đâu. Rồi mình cũng canh đem về luôn. Ôi, cái sảnh quá đẹp.
ở đâu mà đi đám cưới được chỗ đó đẹp quá ta hồi cũng đẹp cũng trời ta hồi mà chụp cái đồ ca hay. Ồ, mua một lần nhiều vậy đó hả? Còn đưa cho anh đem về đây. Anh đứng bên đường. Đó. Thấy chưa? Đúng là khách hàng tiềm năng. Ôi, vậy là ba bà con cá là đang bị cái gia cái gia. Đó mà bắt lấy bịch hay bịch cái chân vô. Nè, anh quẩy tao rồi nè. Ờ, hành phi. Đây là cái hẻm 551 của đường Đoàn Văn Ba. Đây là cái địa chỉ 551 sạc 18. Còn nước lèo là nấu. Cái này là nước rụng cơ. À nước rụng ha. Nước nhìn lèo. Cái nồi nước rụng hay rồi. Mới lúc trưa em đi quay gọi đu đủ đi nè. Trưa là gọi đu đủ hả? Đúng rồi. Cái nồi nước rụng hay. Ăn gì vậy cha? Không giá. Hủ tiếu hủ tiếu mì. Hủ tiếu. Con không giá. Một tô tiếu không chúng giá. Nó nhiều thế, chúng nó nhiều thế rồi. Năm đồng cứ nên là nhiều. Mới chịu, mới chịu. Ngon, ngon số 1. Số 1 hả? Quay lên mạng đó. Đúng rồi, lên mạng đây khỏi. Thôi, lên Dung nói Dung. Ở đây à, anh giúp cho cái quán thì, số tiền đi. Thường ăn ở quán nào thường chị? Ăn, thường ăn giúp. Trần nào cũng ăn hả? Cười hả? Cười hết Dung chứ chọn. À, tôi với mùi. Đúng rồi, tới mai. Ai về tương trình. Tôi giúp chừng đây, nhìn số sớm đi. Bỏ chừng, bỏ chừng gì mình đây. Không, bỏ chừng năm hết. Nói mua lần năm với mùi mình. Mỗi lần 5 bịch, 10 bịch không à? Dạ. Cái mày vô cái mày. Chị quay nhỏ. Chị thi một bịch nha. Một bịch chồng. Cái mày còn cái gì? Rồi, 7 bịch tất cả. Rồi, tổng cộng 7 bịch. Ờ, hai cái đó là để riêng đúng không? Ôm quá là nhiều ha. Quay đúng rồi. Chị mày nhà nhà ăn luôn. Dạ. Mỗi ngày. Chị mày cho chú anh bà. Ờ mấy đợi con thấy cô có ra kia phụ hả con? Đúng rồi. Ồ. Có bán gia phụ chị. Dạ. Bà đó chị bà. À dạ. Bà đó thứ hai, bà thứ tư. À. Bà này là cô Út. Đẹp Út. Út đẹp. Đẹp nhất. Nói ta nói chứ. Ở đó. Ờ. Là vậy đi. Cứ lỡ lên thôi. Sạc 18 đường Đoàn Văn Ba 24. Mình thấy cái chỗ này bán hay. Ở dạ là ngày 15 bữa 11. Dạ là ai muốn ăn chay là một tháng rồi chị chờ tới 2 ngày đó là ghé ra ăn thôi. Ở bên kia thì bán các đồ xào, đây là bán món nước. Có bán không? Ở quậy chẳng ra đây. Sáng đi đâu biết rồi đâu để gì bữa nay một đâu lên thấy chị Quyên bán bún xào đó mới biết là bữa nay một rồi lấy nước dơm bỏ liền vô đi thầy ơi đồ đâu nữa rồi không mà lông vô lấy nước dơm bỏ thêm cho mạng bịch đi mấy bạch trời mấy bạch trời nó bố à lấy chị thân như mà cứ lấy chị nha chứ nè tại vì cách thân như là cứ lấy trên đó để giùm mai mà đi. Rồi có anh gì? Một phần hủ tiếu mì bên bàn 30 anh. Một cái ngọc. Giờ chị làm thêm 2 bịch nữa phải không? 2 bịch trụng nữa phải không? Ở trong. Nấu nướng lên để trong đó. Không, để trong đó được. Không, để trong đời luôn. Để được. Ừ, bán chín cái 3 người phụ. Thấy luôn không ạ? Nào bấm góc quan góc. Trộn sơ quan cái đúng không? Đừng cho nó dính tôi. Ngon 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 ngon. Ngon ngon. Mới bỏ ra ăn nhiều. Đừng chút ngoài đồng lắm. Bữa cha nữa rồi. Bữa nay chủ nhật nữa. Ở trong trắng hả? Ở đây từ nãy bao giờ dài. Đúng hết là tại ta còn ngủ mà. Chủ nhật dễ tí.
Thì gửi cái chị Việt Trinh chưa? Làm bình hủ tiếu không trộn. Giờ quay cái nồi mới đẹp nè, có dạ. Hành phi rồi nè. Có hành phi với có đậu hũ nhìn hấp dẫn kìa. Vậy là hồi nãy chưa bỏ vô hả? Đúng rồi. Vậy là mới dọn ra ha? Không, dọn từ tối rồi cưng. Không giờ có ăn đi ớt rồi bỏ mấy này vô cho chị đi đây. Nó chặt bác sĩ, nó chết luôn má này. Tính là khách hàng dễ tính quá. Họ gì cũng chịu á. Ăn đi, ăn tô điên chay. Dạ. Sáng nay ăn hủ tiếu chay. Đây có hủ tiếu chay, mì chay đó ha. Bánh canh nữa. Đúng rồi. Có bánh canh hả? À. Chụp cái cô này nè, cô này da trắng nè. Cô da trắng nè. Da trắng là ngồi phía trong á. Nó chả gì hỏi gì. Bán gỏi nộm, bán gỏi nộm, chuyện tao quay bà. Mấy nữa nè. Mấy chị nói vậy thôi, lại cái tủ người ta cái nem mà chả không đơn giản vậy ta cho nó có gì. Lấy gì vậy? Tủ xe tới rồi, bắt tay. Cái này có nấm rơm, có cải thảo. Có mọc nữa ha. Nấm rơm. Chà riêng. Chà riêng ha. Có gì chà. Dạ. Khóc nhiều quá, nó ngon quá. Dạ mẹ chấm nó không chọn ngon quá. Khóc nhiều lắm hả vợ? Cho bên nào nào. Ừ. Mà có ai đây? Cái thằng này cũng cà nhú rồi. Cà rốt. Uống đỏ bên bàn. Tao đâu có ăn đâu. Tao nói, tao kêu quý, tao nói mổ giờ, mổ mổ. Mổ cho lạnh nhất cái này. Là bán là cỡ như đây không à. Ồ, vậy hả? Trời là một nồi đa nè. Rồi là mấy cái xô ra nữa. Đó, rồi bán cái chợ nó xô rồi. Cũng ít chứ bộ. Té ra trong cái hẻm này mà nhiều cái khoảng cái lượng nhiều cái đó. 9 giờ là 9 giờ mấy là hết rồi. À vậy ha. Dạ thì tính ra một cái là này chạy. Vô đâu coi anh? Dạ Phố Bụi. Phố Bụi bên đó. Hay YouTube. YouTube á. Cái này là còn mấy ngày thường thì mình bán món gì cô? Ngày thường hả? Không có bán, bán cái khác. Đồ ăn chơi. Chú nướng đồ quậy bạ vậy đó. À dạ ha. Còn còn 2 ngày bán chay nha, 2 ngày đúng trong rồi, bán. Đúng rồi. Dạm mấy cái quan ăn vậy. Dạm mùng 1 với thứ 15. Bữa nay chú Nhật cái nó vắng nữa. Nhưng mà kỳ bán đồng lắm. Chút cũng đồng xíu nữa, 8 giờ tám mấy á. Đồng. Do là chủ nhật thì người ta sẽ thức dậy muộn đó. Đúng rồi, trễ trễ. Cho anh như em nữa. Cô Hoàng là ghim không phải không? Lá cải hay gì? Lá cải không? Nói gì hả? Mới quay YouTube nổi tiếng cũng quên con này hả? Ở cửa bổ quá luôn, có quay rồi. Đó. Bún măng, bún canh cua, bún hủ tiếu, ba món. Nhưng mà bên kia, chứ bữa nay mới vô là cái địa chỉ này lần đầu tiên nè. Dạ hả? Đúng rồi. Quay mấy ngày thường đông lắm. Tí cứ ngồi trụng thôi. Bạch bày đúng không? Bạch bày. Mấy phần hả chị?
Đây một cái tô hủ tiếu chay. Đây có tàu hủ kỳ, có cái cái tiền của cô kìa, 50 cái 30 á. Nấm rơm. Hôm nay làm hả? Làm đâu ạ? Dạ. Nói nhiều tiền không? Có 100 đây đũa rồi nhìn thấy sạch sẽ ha. Đây cái tàu hủ kia nè, à, nhìn hấp dẫn á. Ở đây một tô và là giá nhiêu cô? Một phần cô bán 30. À một phần đây là 30. Đây. À, có củ cải, có nem, có chả, có đậu hũ, nói chung là đầy đủ hết. Cái này là gọi là gì? Đây cũng tàu hủ kỳ. À, còn cái này cũng tàu hủ kỳ. Dạ. Dạ là nó kiểu như hai loại vậy ha. Dạ. Cái này là thánh. À đây là thánh. Bởi vì cái tàu hủ kỳ mới cái này. Cái đó là tàu hủ kỳ. À đó. Nhìn một cái tô rất là hấp dẫn luôn. Đây có cái củ cải muối. Trời, cảm ơn chị. Cảm ơn hai chồng chị. Trộn đi. Ở 7 giờ kìa. Trộn cái mì đó đúng không? Ờ, ngồi chung đi ông. Bên đó, bên hông hủ tiếu hết rồi tiếu. Có một phần muốn canh thôi. Rồi, cho mới cải rồi vô đi để múc cho con gì. Nóng rồi nè. Nè, đem qua cho bà nè. Chả này đầy đủ luôn, đúng không Ngọc? Rồi, cô nói là bà 4 phần không bỏ đồ. Đúng rồi, tối phải đâu có bọc mặt, phải đâu có dùng, không có chụm như vậy. Tối phần không dùng. Rồi để bắt mình một con để đi luôn tớ. Chúc bà. Bây giờ đem cho bà Phượng đi hỏi cái nước hủ tiếu ngon quá. Nấu cái nước hủ tiếu ngon. Ừ, rất ngon. Bắn mấy chục lần rồi. Dạ. Cô để ba bằng bánh canh luôn. Nước hủ tiếu nấu ngon á. Lại với đại bà nó chảnh. Không lấy con cải. Trời tiêu chặt chết luôn. Ba đũa ba phần luôn. Đâu ạ? Ba phần bắt cái là game đó. Này là gọi là nem. Dạ nem. Nem chay. Chay chả. Ngon quá. Cái này mà ăn ngon quá. Còn lại các ngày thường là mình bán món ăn vặt ha. Đúng rồi.